gửi cho cha của ta đến quý nhà điện, quý phụ huynh và các bé ra sao trân trọng nhất. Kính thưa quý nhà điện, quý phụ huynh cùng toàn thể các bé thân mến, hôm nay ngày 5 tháng 9 2023, trong không khí cả nước cũng đang tổ chức ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường, cùng hòa vào không khí vui tươi náo nức đang diễn ra trên cả nước. Tại trường mầm non Tuổi Hồng hôm nay cũng đang diễn ra ngày hội bé đến trường để chào mừng năm học 2023-2024, và đó chính là lý do của ngày hội hôm nay. Đại diện lãnh đạo nhà trường, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Trần Châu Cẩm Tú, bí thư chi bộ hiệu trưởng trường mầm non Tuổi Hồng, bà Nguyễn Thị Hồng Đào, phó hiệu trưởng trường mầm non Tuổi Hồng. Bên cạnh đó là sự góp mặt nồng nhiệt của ban đại diện cha mẹ hội phụ huynh, toàn thể phụ huynh cùng các bé, tất cả cán bộ giáo viên, công nhân viên trường đã có mặt trong ngày hội hôm nay. Xin một tràng vỗ tay thật lớn ra. Kính thưa quý vị, trong ngày vui hôm nay, nhà trường cũng rất là vinh dự được đón nhận sự quan tâm từ phía lãnh đạo các đơn vị đã gửi đến những lẵng hoa chúc mừng. Xin cảm ơn lẵng hoa của thành ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Thủ Đức, ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2022-2023, công ty Tấm Vinh, công ty Hoàng Phát và công ty cổ phần đào tạo giáo dục Lê Vinh Quyền. Để mở đầu cho chương trình thì xin quý vị cho một trang